đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹt vào. Hãy liên hệ số hội 0708252799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản mẹ có tiếng viên, tròn, sắc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản mẹ được trải nghiệm thực tế, luôn được gọi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.